mắm ruốc hang cá sấu, bánh thốt nốt, nghề làm vôi là những trải nghiệm hấp dẫn mà Vân Quang Long và Bảo Trân đã được khám phá tại vùng đất Kiên Giang trong hành trình lần này. Nhưng vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi hai lữ khách phía trước trong thử thách cuối cùng của chương trình Lữ Khách 24 giờ. Bây giờ bạn hãy xin tá túc qua đêm tại một ngôi nhà có con hoặc người thân đi học, đi làm ăn xa. Tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Lần đầu tiên tham gia, dường như Bảo Trân có phần ngại ngùng và lưỡng lự khi phải tìm cách vượt qua thử thách này. Cô sẽ mở lời như thế nào đây? Trong khi đó, Vân Quang Long hoàn toàn thoải mái và tự tin. Vì với anh, Trân yên tâm, ở miền Tây là hầu như tỉnh, xã nhỏ nhỏ nào vậy, bà con không biết anh vậy. Dạ, thưa cô, dạ, tại cháu bên ca sĩ thì cháu có cũng đi làm, cũng qua đường á. Cháu ở nhờ một đêm, cháu ngủ hành lang cũng được. Ở đây thì con đi ngủ nhà trọ, chứ ngủ đây thì chị cũng không đi làm. Thì ai như vậy đó? Chị lại đây chút xíu. Bảo Trân chọn cách vào thẳng vấn đề ở ngay ngôi nhà đầu tiên. Kết quả sẽ ra sao? Dạ, em đi công tác á, em sáng giờ em đi quay mà đoàn về trước á. Cái em đỡ xe, cái em muốn ở một đêm á, sáng em về. Được, chứ có gì đâu à, trời ơi, có gì đâu, chỗ trống thì... Dạ, không có, con ngủ đây được. Dạ, nhà tôi. Con có mượn gián. Dạ, dạ, cảm ơn bà. Hiện tại nhà mình làm gì chị? Thì làm mướn, làm mọc kìa. Mướn mà bị nó bị đau khớp rồi, không có đi bệnh rồi, mấy đứa nhỏ nó không cho đi làm nữa. Chị muốn về thế chị? Dạ, cái này chị, nhà chị đâu? Ở đây. Dạ, gia đình chị mấy người? Dạ, hai chồng ba đứa con. Ba anh em cũng đang ở nhà luôn. Đứa đi làm Bình Dương, đứa đang học ra trường rồi, kiếm về đi dạy học. Em đang đi trên đường công việc. Dạ. Dạ, nó bị lỡ đường. Chị cho em ở nhà một đêm được không? Chị cần gì em phụ chị hết, em là làm việc nhà giúp chị. Không trả lời, nhưng sự lưỡng lự của chị cũng làm Vân Quang Long hiểu rằng anh phải tiếp tục hành trình xin ở trọ của mình. Cô chẳng đẩy bộ thi, càng quá. Tại ngôi nhà cách đó không xa, Bảo Trân bắt đầu ghi thêm vào hành trình của mình câu chuyện đời của một gia đình quê mộc mạc. Chị là chị làm ở đâu chị? Ở nè, ở nhà không có hai chồng ở nhà, hai có hai đứa con rồi, nó đi làm hết. Thằng làm ở Bình Dương, còn thằng nó đi biển, ra biển. Dạ. Yeah. Đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, nhưng cả anh Thành Vân lẫn chị Ngọc Hoa đều cố gắng để nuôi hai con ăn học. Nhưng cái nghèo rồi bệnh tật cứ đeo bám, khiến cho tất cả những niềm mong ước đều trở nên dở dang. Xót xa khi nghĩ đến việc hai con phải đi làm xa, nhưng anh chị luôn luôn tự nhủ, không thành tài thì cũng ráng mà thành nhân. Dạ. Chị, em xin ở một đêm sáng tới sáng mai, rồi chị có gì em phụ cho chị được không? Chị đỡ. Dạ. Dạ. Dạ, thí dụ nhưng mà nhà của chị có mấy em cũng như là con đi học xa không ạ? Đã học ở Kiên Giang, đã học ở Kiên Giang á. Em nói trong xóm mình á. Trong xóm á hả? Có nhà nào mà có con đi học xa, vô học Sài Gòn, học Cần Thơ, học... Chú đi mấy trên lộ á. Dạ. Rồi hỏi nhà nào, nhà chú thím sủn. Dạ. Ừ, đó kìa, chỉ đi em. Chắc hẳn Vân Quang Long vẫn chưa hết lo lắng vì còn chờ cái gật đầu của gia đình mà cậu bé này dẫn tới. Dạ, con chào cô. Tại con cũng có công việc ở đây. Cái nghe nói cô có cháu đi học ở trên đại học đúng không cô? Dạ. Giống như cháu cũng xin giống như một buổi ở nhờ tới sáng đúng không cô? Thì mình cháu thì giống như là... Dạ, chào ông ạ. À. Dạ. Giống như để mà... giống như thay thế con của cô vậy đó. Một buổi vậy mà. Dạ. Cháu ngủ đâu cũng được, ngủ dưới đất cũng được, không sao hết. Cháu cô có gì làm mà cháu phụ. Dạ. Cô có gì làm.
Con xin ông xin chú cho cháu ở một đêm được không ạ? Có. Ờ, em không chơi thì em cứ việc nhà chị cho chơi. Dạ, dạ trời ơi em, dạ, dạ cảm ơn chú nha. May mắn đã mỉm cười với lượt khách Vân Quang Long, xin chúc mừng anh. Năm nay thì nó cũng là đậu đại học luôn á, trường đại học Cần Thơ với trường cao đẳng Rạch Giá bên thì cơ khí á. Dạ. Nhưng mà gia đình nghèo không có nghèo, tiền thôi đi học. Gia đình mình giờ nghèo khổ vì cha thì bệnh tật nữa, em con còn đi học làm sao mà tiền đâu mà lo cho nổi. Vay tiền nhà nước thì như có 30 triệu cũng đâu có đủ đâu, mà vay cũng phải trả. Rồi mình học 5 năm ra trường như vậy rồi chưa chắc là đã kiếm việc làm được lớn cái thằng đi làm Bình Dương á. Mỗi tháng nó vẫn phụ hai cô chú để mà lo gia đình hả? Thì đó là thằng nào cũng đi làm gửi tiền về lo cho cha mẹ hàng tháng thằng nào. Dạ. Nên cô chú ráng giữ gìn sức khỏe đó để cho con mình nó vui á. Bệnh hoài nó cũng không có cho đi làm nữa. Lén lén nó à, đi làm. Lén lén nó đi ra chợ đi làm mướn cho người ta nó không cho. Ngay hai đứa con là đứa nào nó cũng không có cho đi làm đâu. Cha mẹ bệnh rồi, cha gia đình mình nghèo, cha gồng gánh nuôi hai đứa con ăn học mười mấy năm trời rất là cực khổ. Bây giờ con lớn rồi con làm được, không lẽ là hai đứa con nuôi cha nuôi mẹ không nổi sao mà cha mẹ phải đi làm, dạ. Cho đi làm. Hai đứa con dễ thương quá ha chú ha. Là chị Vân bán, sáng chị bán vậy chị? Sáng chị 11 giờ là chị đi xay bột. Chị ấy bột xong rồi đổ. Đổ bánh gì thì bánh xèo. Bánh bèo. Bánh bèo, bánh bèo. Chén. Dạ dạ, mình biết. Xong rồi cái đầu sắp xuống chợ bán. Rồi anh Hiệp thì sáng anh chạy, chạy xe. Chạy xe. Bao lâu thì cháu có về thăm anh chị thơ không? Con lâu rồi về. Con chị. Dạ. Dạ, cũng đẹp trai quá trời chứ. Năm thứ hai về mà khoa gì chị? Bên cơ khí. Dạ, cháu chỉnh học rồi cũng có đi làm thêm không anh Hiệp, hay là anh chị phải lo hết? Trước cũng có làm, bây giờ nó nghỉ cũng làm như mất cái thời gian nó học đó. Đúng rồi. Học thêm rồi kia nữa nó không có thời gian. Không, nếu em nghĩ là nếu mà ví dụ như anh chị mà cố được á, lo cho cháu á, nhưng mà để cháu nó chuyên tâm học nó cho nó tốt. Rồi, tại vì cái thời gian mình học nó cũng qua mau thôi. Thì khi cháu ra rồi cháu làm thì lúc đó lo là anh chị cũng dây dạ. Tiền bên nhà nước á, dây dạ. Sinh viên đó dạ. Rồi cho nó đi phụ thêm, người phụ thêm mới gì. Ở đây là có 3-4 đứa đậu đại học à. Dạ. Rồi gắng lo cho nó. Cũng nuôi con trong cảnh nghèo khó và bệnh tật, anh Đỗ Văn Hiệp và chị Lê Hồng Vân phải vay tiền ngân hàng cho con trai lên Sài Gòn ăn học. Không mong đợi sự báo đáp của con, anh chị vẫn nuôi dưỡng niềm mong ước sao cho con trai mình có cuộc sống tốt hơn đời cha mẹ. Bữa cơm muộn của gia đình anh Văn chiều nay như đông vui hơn khi có thêm một thành viên mới quen. Dường như sự ngại ngùng ban đầu đã không còn. Bác có mấy người con á? Hai anh rồi ai nữa? Chị hai trên đó, chị hai. Em ở đây. À dạ con cảm ơn em. Thằng ở đây nữa, nhà kế nè. À. Nó ở dưới vuông rồi, nó đi vuông. Đi vuông là đi đâu? Đi vuông tôm mà làm đồng chứ làm hay xa. Dạ. Anh ba có mấy người con anh ba? Cơm cho anh chị. Không sao đâu chị, em sang chị. Còn đông lắm. Đông lắm hả? Đông lắm. Đi hết luôn hả? Đi làm hết luôn hả? Lớn hết rồi, đi hết rồi. Con lớn năm nay 30 rồi. Vậy hả chị? Mà đi làm ở đâu chị? Thành phố thôi mà. Hai đứa con của anh khi nào mà một tháng về mấy lần? Thằng lớn làm thì 1 năm về 1 lần. Dạ. Làm Bình Dương á. Còn thằng nhỏ thì... Tết về hả anh hả? Con nhỏ là cái thằng nhỏ thì tháng ngoài. Nhìn anh chị có nhớ tới ba mẹ em. Hiện tại cũng ở Đồng Tháp á. Có mình em con một y chang vậy. Rồi em đi lên Sài Gòn thỉnh thoảng cháu thì... mấy đứa cháu theo ở hết rồi. Dạ. Mà giờ không ai hủ hủy hết. Dạ không. Hồi đó em cũng vậy, ở ký túc xá. Mấy thầy cô mấy khuyến khích em đi hát. Cái ban đêm mình xin vô mấy tụ điểm rồi đó mình đạp cọc cạch nữa. Tiền đâu có. Tối mình đi hát chừng tiếng hay tiếng đồng hồ mà cũng được 50-70 ngàn. Cái về cái mua chỉ biết thịt ba gọi. Cứ mua 100-200 gram. Kho một chảo nước bự vô nè. Là coi như là thịt là sắt nó mỏng như mỏng. Là lâu lâu là thằng nào lâu lâu mới được lũm miếng nha, chứ không phải là muốn ăn như nè. Còn như là nguyên rổ rau bự là coi như là chỉ ăn chủ yếu là rau nhúng. Cháu ở trên Sài Gòn là
Coi như là ở ký túc xá luôn em, hay là ở nhà bà con, hay là ở trọ ngoài? Ở trọ. Dạ. Con nó mướn cái chỗ đó. Dạ. Con học mấy năm mà chưa. Dạ. Hay có dịp đi mà cũng nhiều khi cũng muốn đi mà mình kinh tế mình eo hẹp đó. Dạ. Mình cũng không có đi được. Nó cũng đang lo, nó không biết học xong rồi có ra xin việc làm được không. Khả năng mình lo đâu tới thì cho đó đâu. Như gửi nó nhiều thì gửi nó cũng không dính xin nhiều. Mấy đứa con của anh á, ngày nào cũng gọi điện thoại về hả? Hay là mấy bữa nó gọi lần? Nó bữa hai bữa thì nó gọi về thằng ở Bình Dương á. Dạ. Không gọi cho nó. Gọi cho nó là nó khóc luôn. Vậy hả? Chu cha. Nó thi đại học đậu hai trường mà gia đình cha mẹ nó khó rồi nó nghỉ luôn. Không có đi học đại học. Tại nhỏ lớn nó không có xa cha xa mẹ được. Dường như những câu chuyện về cha mẹ, con cái là điểm chung thân quen nhất của tất cả các hành trình mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng được chia sẻ trong Lữ Khách 24 giờ. Riêng với Vân Quang Long và Bảo Trân, hành trình lần này còn có thêm một khoảnh khắc đáng nhớ. Em có nghe chăng lòng anh nào đâu thay đổi, nhưng bởi do trời xui mình hai đứa hai nơi, con khuất xa bầy lạc bầy kêu hoài không dứt, ôi rải rứt trong lòng. Nghe câu hát ly chung tình. Có lẽ lâu rồi gia đình anh Vân, chị Hoa, anh Hiệp, chị Vân mới rộn ràng đến như vậy. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng những con người tưởng chừng như xa lạ bỗng trở nên thân quen hơn, gần nhau hơn. Vậy mới thấy không có mảnh đất nào là xa lạ, không có ai là xa cách nếu như mình sống và đối đãi với nhau một cách chân tình. Một ngày mới lại đến. Ba tô là nhiêu tiền hả chị? 45. 45. 45 hôm qua Long xài hết 3.000 à. Vậy còn 47.000. Buổi sáng nay mời anh Hiệp với chị Vân gia đình ăn hủ tiếu là 45. Trời ơi còn có 2.000 thôi. Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon vậy. Nghe tiếng chó rồi tiếng gà rồi tiếng này nọ thấy nó yên ả. Dù có thêm một thành viên mới nhưng anh Hiệp, chị Vân vẫn phải tiếp tục công việc mưu sinh của mình. Thôi anh Hiệp đi làm đi, em ở nhà chút xíu đi bán với chị nha. Ok. Dạ. Dạ dạ. Thì do gạo với chị làm. Khi nào nó sôi ha, sôi ấy lên thì chị vặn nhỏ lửa lại. Chị để thêm chừng 5 phút nữa cho những cái chất quý của linh chi nó ra hết. Nó ra hết thì sau đó mình tắt. Cái mình để nguội mình uống. Còn cái nước thứ hai á thì chị nấu một nửa cho em thôi, ba là này một nửa thôi. Nhưng mà lúc nước thứ hai nó đã mềm rồi, chị lấy cái linh chi chị xé nhỏ vậy nè, rồi cái chị nấu lên nước thứ hai, nước thứ ba làm vậy. Buổi sáng của Bảo Trân được bắt đầu với việc nấu nấm linh chi cho một bà cụ đang ở tuổi xế chiều, và bà cũng chính là mối duyên của Bảo Trân trong hành trình lần này. Tại con lỡ đường á, con đi làm chương trình quay phim á, mà một đoàn phim về trước á, con lỡ đường, con muốn xin tá túc một đêm á, để sáng con đón xe về sớm á, tại giờ cũng trễ quá. Dạ. Bà ơi, mình thì bà ở với ai? Vậy hả? Dạ, tại họ con lại đi lỡ đường á. Bà ở một mình hả bà? Con cái thì mình đi hết rồi hả?
Sao bà không ở chung với ai cho nó vui? Không, không thích mình có nhà đó giờ. Dạ. Hả? Rồi con cái nó có qua nó thăm bà không? À, cũng có đứa nó nghịch, còn có đứa này nó cũng có qua lại. Có cháu gì nhiều không bà? Không có, cháu nó đi làm, nó lớn đi làm hết. Dạ. Hả? Để ngồi thôi đi, hỏi. Bà hỏi giùm con ha. Ngôi nhà đó là của anh Vân, con trai của bà. Nhờ vậy, Bảo Trân mới hoàn thành được thử thách ngay ngôi nhà đầu tiên. Em muốn ở một đêm á, sáng em về. Sáng em lên. Ở xe à? Không, ở một đêm. Sáng. Dạ. Có nghỉ đi. Dạ, dạ. Nó uống nước ấy đi hả? Dạ, chờ chờ chút nó ngồi. Tối, ngồi. Gì? Bà qua uống hay sao? Con tranh thủ hơn không cái con về đi chợ với chị ha. Rồi là chút chút nữa qua ăn với con nha. Tôi ăn cầm đũa không có được. Tay mặt nó rung gì nè, đâu cầm đũa được. Dạ dạ. Cầm muỗng cũng không được luôn, cầm muỗng hả nó dít dít gì nó dít văng đất trời. Dạ. Một góc chợ quê bỗng trở nên náo nhiệt hơn trong sáng nay. Mua bánh bèo mở hàng đi cô. Nay có người ra bán phụ. Bánh bèo đi. Em gái mua bánh bèo em gái. Trời ơi, mùa hôi dữ vậy, mùa hôi dữ. Trời ơi, gồm quá. Bánh bèo nóng hổi, vừa thổi vàng đây. Rồi, để mẹ cho anh nhiều luôn. Thôi nha. Thôi, từ từ, mình đi về chứ. Muốn ủng hộ bánh bèo đi cô. Bánh bèo nóng hổi, vừa thổi vàng đây. Em gái mua ủng hộ anh đi. Rồi, còn mấy cái mua giúp dân bằng lòng mấy cái đi. Chị dạy em. Dạ, dạ, cảm ơn chị nha. Okay. 15, 40 cái bánh. Gánh bánh bèo đã hết. Kịp lúc cơn mưa nhỏ vừa ập đến. May mắn cho chị Vân. Nhưng đó lại là điều lo lắng cho gia đình mà Bảo Trân đang ở lại. À. Thẳng xuống đây luôn hả chị hả? Nhà mình làm lâu chưa chị? Lâu rồi đó, mà chưa có tiền uống gì. Rồi quá trời luôn nè. Bị vậy là lớp bị mấy con mèo đi cho nó rồ rồ. Mưa rào rào. Dạ. Yeah. Anh ba nói là chị ở Sài Gòn mười mấy năm hả? Ờ. Rồi sau đó là mình đó, chị 17 tuổi chị về thành phố sống tới ba mấy tuổi chị mới về quê. Dạ. Yeah. Ừ. Mấy tuổi về quê là gặp anh ba đó. Ờ, gặp anh ba. Tới giờ đó. Ừ. Mà như đây thì thoải mái hơn ha. Ừ. Còn chị có giờ sống ở Sài Gòn không chị Tư? À chưa, ở đây từ đây từ nhỏ tới lớn luôn hả? Chị ở Pháp, chị ở Long Xuyên. Long Xuyên, xong cái về đây làm dâu đây, sống ở đây. Thấy bỡ ngỡ không? Có bỡ ngỡ không? Mới về thì nó hơi bỡ ngỡ, chứ thấy lạ. Dạ. Lúc chị về đây thì ít nhà lắm. Ít nhà, tôi hư nhà vậy. Buồn lắm. Buồn lắm. Ủa sao chị Tư đi mà chị còn buồn nữa, đừng nói chị Tư mà về trước. À, tức là bây giờ là bắt đầu người ta đâu đông đúc hơn chứ hồi xưa là cứ cái nhà đó thôi nhà cưng đâu có nghe mà xe chạy dập dìu cái gì đấy. À hồi xưa là buồn lắm mà. Hồi xưa cái nhà ít như vậy thì mình bán nhiều không chị, một ngày mấy chục ký không hay là sao? Bán là ra chị với chị Tư nhà bán ngày cũng cả trăm ký trăm chôm á. Ồ, sáu bảy chục ký, bảy tám chục ký. À tức là đẩy đây xong rồi đã chờ. À. Rồi bơi xuồng dưới sông mà đi Thái Lan. Rồi mình có rau không? Mình có rau. Rau chị Tư rau vậy đó. Bây giờ rau em cần câu nghe coi. Chôm chôm không? À chôm chôm không? À vậy hả? Mình rau lớn lắm, tại rau nhỏ. Rau đâu, đâu có lớn đi. Ừ thì rau lớn đó. Chôm chôm không hả? Chứ không phải là mình rau khác đi hả? Nghe ngon quá ngon, em nói thiệt không? Em mới cho ăn hàng lắm đó. Ăn thấy quá ngon. Cái này mà ăn mấy cái cũng được. Còn đồ ngọt là em thua. Là ngon quá phải làm thêm chén nữa. Hôm qua giờ em cũng quá trời vui. Cũng trải nghiệm được coi như là một ngày, một đêm với gia đình của anh chị. Muốn hỏi anh chị có nhắn nhủ gì cho con trai của mình đang học ở trên Sài Gòn. Cố gắng là lo cho con anh hơn mà. Anh thì không có điều kiện, gắng đi học, đừng có phụ lòng cha mẹ, người ta giúp đỡ mình. Dạ. Yeah. Qua đây thì anh chị có muốn nhắn gửi một cái gì đó cho con trai của mình không? Nhắn với con thì chuyện gì là buồn thì bỏ qua đi, còn
mình sẽ nhìn đến cái tương lai tốt đẹp hơn. Con trai gắng gắng lo mặn, ba mẹ ở nhà rồi cũng lo cho con dữ lắm. Ba mẹ lúc nào cũng nhớ em hết á, lúc nào tâm sự là cũng hai em Minh, em Trương nha. Cố lên nha. Cho chị gửi bánh bèo lên xe. Dạ, đợi về còn có quà nữa. Cảm ơn gia đình, cảm ơn chị. Giờ con quá gian anh Hiệp vô trong kia để đi về với anh em mình trong đoàn. Dạ. Lâu qua lại đó, cảm ơn. Dạ. Chúc bác nhiều sức khỏe, gia đình làm ăn phát đạt ha bác. Dạ dạ. Dạ dạ chị. Dạ. Dạ. Hành trình 24 giờ đã hết. Giờ phút chia tay dường như còn khó khăn hơn khi mới bắt đầu thử thách xin ở trọ. Một chuyến xe ôm đặc biệt và khó quên, không chỉ đối với bác tài Đỗ Văn Hiệp mà còn cả đối với lữ khách Vân Quang Long. Dạ anh về ha. Rồi dạ. Anh em cũng về khỏe ha. Dạ dạ. 21 rồi có xuống đây anh em mình gặp lại nhớ tìm anh. Dạ chắc chắn. Dạ làm sao quên được. Dạ. Dạ anh đi đi. Dạ em đứng đây em đợi rồi anh. Dạ. 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 Dạ dạ anh trai. Em vui lắm nha. Chờ lâu không? Lâu quá hả? Thông cảm với em đi. Trân cảm thấy rất là may mắn vì mình đến một cái nơi mà mình thấy là rất là nhiều cái tình người giống như mọi người đã thấy đó. Những người thực hiện chương trình như chúng tôi đã thấy rất nhiều gia đình sẵn sàng nhiệt huyết chào đón các nghệ sĩ, trong đó có gia đình anh chị Vân. Và chúng tôi cũng thấy được những khó khăn mà anh chị đang gặp phải. Điều mà Bảo Trân và chúng tôi đang làm cũng chỉ là một phần nhỏ đáp lại tất cả những tình cảm quý báu mà anh chị đã dành cho chúng tôi. Dạ đây, anh chị coi có cái gì là khác lạ so với lúc đầu không? Mới lập lại thì có đoạn lập lại thì nó lành kính hơn. Một phần quà nhỏ của ekip chương trình Lữ khách 24 giờ tặng cho anh chị là một món quà để làm kỷ niệm. Anh chị cảm ơn. Dạ, chúc cho gia đình mình lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc. Hai anh chị mà Long sống trong nhà rất là neo đơn và cuộc sống rất là vất vả. Rất là mong là anh chị cũng như toàn thể tất cả mọi người là luôn khỏe mạnh, luôn làm ăn phát đạt để mà mình không có bị khổ cực. Yeah. Rất là tiếc là vì hành trình 24 giờ của chúng ta đã hết. Xin chào tất cả quý khán giả của chương trình Lữ khách 24 giờ và xin hẹn gặp lại vào lúc 17:30 trên HTV7 mỗi chiều chủ nhật. Mong mọi người hãy đón xem nha. Yeah. Tập tiếp theo, hai lữ khách mới lại xuất hiện. Ngọc Thuận lần thứ 3 quay trở lại với chương trình. Và người bạn đồng hành của anh là nghệ sĩ ưu tú Vũ Quốc. Cả hai sẽ đưa mọi người tiếp tục khám phá vùng biển Kiên Giang xinh đẹp. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi Vũ Quốc nằm bất động trên tàu? Trong khi đó, Ngọc Thuận phải nhảy xuống biển. Tất cả sẽ được thể hiện trong tập tiếp theo, được phát sóng trên khung giờ quen thuộc 17:30 chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do công ty MCV và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.